Con thấy không ổn chút nào hết á. Chẳng qua là tình trạng của ông có chút bất ổn thôi mà. Má chủ quan quá luôn. Thôi, tới nơi rồi, đừng có nói chuyện xui xẻo nghe. Ngày mới á, hai đứa phụ má lặt lá mai nè, rồi tỉa cây, quét dán nhện, chuẩn bị ăn Tết chứ con. Dạ má yên tâm, tụi con đã có kế hoạch lặt lá mai cho khách được trải nghiệm rồi. Vậy à. Nè, con nói rồi nghe chưa, đỡ mà sắp tới bệnh tim của ông trở nặng á, ông đột quỵ tại nhà này nè, má đừng trách sao là con không nói trước à. Trời ơi, đừng nói chuyện xui xẻo. Anh ơi, anh đừng có lo gì hết á, em sẽ nói với mọi người trong nhóm á, theo dõi tình hình sức khỏe của khách. Đó, con yên tâm đi, mai nó nói sẽ theo dõi sức khỏe của khách mà. Con yên tâm nghe. Vậy thôi, thưa má con về bệnh đi chuẩn bị. Em về nha. Nè Long, phụ nó đi, chứ để Tết nhất mỗi đứa một góc. Phụ hả? Trời ơi, không cấm cản cũ là mai rồi, ở đó theo phụ. Má nói mà mày không nghe, tới chừng mất thì đừng có hối tiếc nha. Con nói cho má nghe, mấy người tưởng mình hay, phải lãnh vài bài học, lúc đó mới tỉnh ra được. Cái thằng giống ai mà cứng đầu quá vậy không biết. Mừng. Ôi trời ơi, nữ công gia chánh dữ vậy ta. Báo tin mừng cho mừng nha, kiếm được người phụ mừng rồi đó. Ai vậy? Thèm. Thôi đi giỡn hoài. Giỡn đâu, thiệt đó. Thư dữ nha. Em thấy là thiếu người phụ cho nên mới qua nè. Bộ chị không thích em hả? Trời, nghĩ sao mà không thích. Người nhân hậu hiền lành vậy, ai mà không thích. Tôi là tôi thích quá trời luôn á. Cưng mà chịu giúp á là mừng hết lớn luôn á. Tại chị đang không có đủ người phụ. Khách kêu là cứ quýnh quán lên. Để chị nói với anh Điền cho ha. Hai người ngồi nói chuyện nhau đi. Tôi đi công việc cái. Tôi thích lắm ở nhà, thích lắm luôn á. Trời ơi chị. Sao chị ăn mặc gì mà kỳ vậy? Chị ăn mặc vậy nhìn thấy nó quê làm sao đâu á. Muốn cái gì thì hỏi em chỉ cho. Nhỏ này, quê là quê làm sao? Cái đứa bán nói cái bộ này là mô đen nhất giờ đó. Trời ơi, nó dụ chị rồi đó. Bộ đồ này mà mô đen hả? Nhìn phèn muốn chết vậy đó. Tại bình thường toàn mua giải ký về mai không à. Bộ này là gần 200 ngàn của tôi á, không rẻ đâu. Rẻ mắc á không phải là cái giá tiền, còn ở cái cách phối đồ của chị, rồi chất liệu vải nữa, màu sắc nữa. Thôi, khỏi đi, khỏi bàn nữa đi. Nhìn cái mặt chị là em biết không hiểu gì trơn rồi đó. Thôi, ngồi chờ uống nước đi, chị đạp cho xong cái áo cái. Có thêm đại trang giúp sức, tốt quá. Thêm người thêm sức. Chứ sao, có đại trang cuộc đời tươi sáng liền. Mọi người ơi, chết rồi. Mọi người ơi, chết rồi. Mọi người gì ơi vậy? Mọi người ơi. Mọi người. Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà hất hả cả vậy? Biết tin gì chưa? Tin gì? Mấy cái chậu mai mình trang trí vào sớm, không biết ăn trộm mượn đi đâu hết rồi. Trời, gì ghê vậy? Bây giờ biết lấy đâu ra mai để cho khách lặt lá đây. Chết thì cái tình rồi, bây giờ tính sao? Không biết đâu. Trời ơi. Mọi người. Ủa, mọi người biết hết rồi hả? Mới nghe cái đợp luôn á. Giờ tính sao mai? Mai cũng biết có chỗ này có mai à. Tôi cũng biết à. Coi bộ căng dữ nha. Giờ sao đây, thiệt tình luôn á. Tao nói không là không nghe, không có lặt liếc gì hết á. Mai quý của tao chứ không phải là đồ chơi đâu nghe. Tao chịu cho vô nhà ở là dữ lắm rồi, còn bày đặt đòi vô giường mai nữa. Bừng một hồi á, nát hết mấy gốc mai của tao là tao lặt đầu hết á. Dạ tụi con không có muốn làm phiền bác ba đâu, nhưng mà mấy cây mai của tụi con á bị bọn trộm nó lấy hết rồi. Tại bên con lỡ quảng cáo là trong chương trình tour có lặt lá mai, bây giờ không có mai, không biết ăn nói làm sao với khách luôn bác ba. Bay tự tìm cách khác đi chứ. Chứ cho vô rồi làm rụng nụ mai của tao hết rồi sao? Dạ thì tụi con theo sát khách mà bác. Bác yên tâm đi. Thôi, không được. Thôi đi chỗ khác đi. Dạ, vậy thôi tụi con cảm ơn bác ba, để tụi con tính cách khác.
Thôi bác ba, tụi con về. Ừ, con về nha bác ba. Dạ, con xin thay mặt nhóm đi hành homestay chào đón cả gia đình mình đã tề tụ về đây đông đủ. Dạ, từ đây đến hết Tết á, mỗi gia đình của chúng ta đều tập trung ăn uống ở đây. Ngoài ra thì tất cả các gia đình có thể đăng ký tham gia nấu ăn với chủ nhà nơi mà mình ở, hoặc là có thể tự nấu ăn riêng nếu như mà gia đình mình muốn. Ngoài nhóm điều hành homestay của tụi con á, thì tất cả mọi người có thể nhờ bất cứ ai trong xóm này để hỗ trợ và giúp đỡ mọi người. Dạ. Ôi. Còn từ đây tới tối á, mọi người cứ cơm nước, nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho nó khỏe. Kế hoạch đó là sáng mai mình sẽ đi một vòng trong xóm tham quan, rồi ai còn khỏe thì sẽ lặt lá mai. Nhưng mà con sợ á, là mọi người mới vừa tới vẫn còn mệt, nên con sẽ thay đổi kế hoạch một chút xíu. Là ngày mai á, mình cứ tà tà rong chơi. Mình đi câu cá nè, chèo xuồng, tham quan vườn trái cây, tham quan lò bánh mứt, lò gốm, rồi gói bánh tét nè, rồi xem cảnh bà con trong xóm chuẩn bị đón Tết như thế nào. Đến ngày mốt mình lặt lá mai vẫn kịp nha mọi người. Đi câu cá kìa. Dạ, như anh Điền đã phổ biến rồi, thì cả nhà mình có thắc mắc hay là muốn tìm hiểu gì thêm á, xin mời cả nhà mình lên trang web Ăn Tết Miệt Vườn. Trên web tụi con có để chi tiết cụ thể trên đó. Hay dạ. Ừ. Được đó. Đó, quá quá. Hay. Chỉ quản binh được thêm một ngày nữa thôi. Bằng mọi giá mình phải tìm cách thuyết phục bác ba. Mà sao lúc đó mày không thuyết phục bác ba luôn đi? Tại em thấy bác ba cương quyết quá, mà mình lại chưa có đủ lý để thuyết phục. Mình phải kiếm cho ra cái lý đó. Tôi thấy là có người phá chắc luôn. Mà cũng đâu có khó đoán, bên hai hổ chứ không ai. Thôi, không ăn nói bậy bạ. Sao mà cứ muốn gây thù chuốc oán không vậy? Chứ sao khi không trùng hợp vậy? Phải không Trang? Gì bà nội? Tôi mới vô biết gì đúng với ông đúng. Thì vụ mấy cây mai đó, chị hỏi là em có nghĩ bên hai hổ sai người làm không? Hả? Sao tôi biết mà bà hỏi tôi? Mà chị hỏi vậy á, là ý chị muốn gì? Có ý gì đâu, tại chị thấy em chơi với nhóm đó nhiều. Có thể là em biết. Sao bà ngộ quá ha. Thôi, nó nhỏ thôi. Biết gì biết. Ở ngoài người ta nghe hết bây giờ. Em đừng có nghĩ gì nha. Mận nói vậy chứ không có ý gì đâu. Thiệt cái tình luôn á, Đài Trang người ta nhân hậu tốt bụng. Bây giờ mình phải tìm cách làm sao xoay sở tình hình. Cứ ngồi nói qua nói lại hoài được ít gì, đúng không Đại Trang? Phải. Chỉ tiếc là bác ba có quyền cái vườn mai mà tụi mình không có vô được. Cái gì? Cái vườn mai của ông ba hả? Vô cho ông lấy chỗ chạy, ông rượt chạy ông kịp chứ ở đó. Nhóm của mình á, không biết có ai thân với bác ba không ha?